Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chúng con nguyện chuyện lớn, chuyện bé phải xé ra to. Phải xé ra to. Ôi, Lan Mươi Điệp, ngày xưa tiền tấn tiền tỷ, giờ cho chả ai lấy. Không biết nhà này có chuyện gì hay không, vào xem nào. Bác Sở ơi, có chuyện gì thế cô Hên? Anh em bên nội bên ngoại nhà bác vẫn khỏe cả chứ? Thì có người yếu có người khỏe người yếu. Thế vợ chồng bác hôm nay là có cãi nhau không? Vợ chồng tôi có cãi nhau hay không thì cô hỏi làm cái gì? Để em đi kể. Em tổ truyền thông của xóm mà. Chuyện đầu làng cuối ngõ là em phải nắm thật rõ để buôn cho nó bõ. Cô với cả cái cô ốc ở cái xóm này là lắm chuyện lắm đấy. Chuyên đi đặt điều rồi dựng chuyện lung tung. Có ngày cái bộ nhán nó lại bung khỏi hàm. Không lắm chuyện, không phải đàn bà bác ạ. Chuyện trò cũng phải có chừng mực, chứ không phải vui mồm là lôi chuyện nhà người này người kia ra bàn tán rồi thêm mắm thêm muối. Gia đình nhà người ta mà lục đục thì các cô vui lắm à? Vui chứ, có lục đục thì chúng em mới có chuyện để kể tiếp. Đam mê với cái bộ môn buôn chuyện thì tốt nhất là cô mua mấy bộ răng mà dự phòng. Bác lại nói em thế. Bác ngồi xuống đây. Em bảo. Thế cô bảo cái gì? Em bảo gần nhà em có thằng Sa chồng con Đọa hám của lạ đi gạ gái tơ, giờ nằm đơ ở nhà. Hôm nọ ăn miếng thịt gà lại nôn ra thịt bò. Đấy, thằng lớn sướng thằng nhỏ lại khổ, giờ gia đình dậu đổ bìm leo. Thôi thôi, cô đi về đi. Không mắt trước mắt sau ra ngoài kia lại kể chuyện lung tung nhà tôi thì mệt lắm. Đi. Thế vợ chồng bác hôm nay không cãi nhau thật à? Trời ơi, lượn. Cái gì bác nóng thính. Ôi giời. Ôi giời, sao thế nhỉ? Cụ đi đâu về mà ăn mặc hoành tá tràng thế này? Tôi đi ăn đám bốc mả. Gớm, đi ăn bốc mả mà cứ như là đi dạ hội ấy. Áo lấp la lấp lánh, lóa cả mắt. Có ai cấm người già làm đẹp đâu. Khổ vì con, vì cháu mãi rồi. Giờ cũng phải hưởng thụ chứ. Ôi giời. Cụ năm nay chắc là cũng ngoài 60 mà nhìn cứ phây phây ra. Thế cụ có định đi bước nữa không? Chả đi thì đứng ở đây à? Ý cháu là lấy chồng cơ mà. Thích cháu giới thiệu cho mấy ông. Tôi thích trai trẻ chứ mấy ông thì chẳng ham. Cậu thổi hộ tôi cái bụi trong mắt với. Nào. Không có chuyện gì để hóng nhỉ? Ghê quá nhỉ? Giữa đường, giữa chợ lại còn mớm nước bọt cho nhau nữa. Mình phải đi kể ngay mới được. Này, hóng được chuyện gì chưa mà gọi tao ra đây đây? Đang đấu dở nổi cám. Có chuyện này hay lắm. Cái bà sò sắp xuống lỗ mà vừa rồi tao thấy còn cám dỗ thằng Ngao đứng giữa đường mà hút bụi cứ ào ào. Mày đừng có đi kể. Gặp ai thì nói thôi. Ok, mình làm công tác truyền thông thôi. Đi. Này hai chị ơi, em kể cho mà nghe. Cái bà sò đấy, già rồi còn đổ đốn, đúng là xấu mặt con cháu mà.
Thế là hư. Thế là không được. Vâng, thế mà vẫn làm đấy chứ. Các chị ơi, em bảo cái bà sò đấy, già rồi mà vẫn máu me, sắp xuống lỗ vẫn cặp kè với dai. Già rồi, phải làm thế nào con cháu nó cười cho đấy. Vâng. Đúng rồi, con cháu cười cho đấy. Thôi các chị ngồi đây nhá, để em đi kể chỗ khác. Hai con nặng nộ kia, chúng mày rảnh háng rồi mồm à? Bọn cháu làm cái gì đâu. Đúng đấy, chả làm cái gì cả. Hai đứa chúng mày lại còn cãi à? Bố nhà mày. Ừ, bố nhà mày. Tao có tuổi rồi, con cháu đầy nhà, chúng mày lại bịa đặt là la cả với dai. Chúng mày ăn giấy ngứa mồm à? Mà cứ đi đặt điều rồi nói xấu sau lưng người khác thế hả? Nói trước mặt sợ vỡ alo. Đây, tao có món quà này tặng hai đứa mày, dùng luôn cho nóng này. Nhìn đẹp đấy, hợp với chúng mày. Từ nay ra đường đeo cái này vào, đừng có mà sủa lung tung. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, buôn chuyện vớ vẩn không đo lường đúng sai. Ra đường thì ngậm cái miệng lại, còn đủ răng mà nhai.